nửa sinh tay không bắt rắn trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ sinh tay không bắt rắn nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đoạn clip ghi lại, một con rắn bất ngờ xuất hiện và trườn bò quanh khuôn viên căn tin của trường. Thấy vậy, một nữ sinh với gương mặt hết sức bình tĩnh tiếp cận con rắn, sau đó nữ sinh dùng tay và tóm lấy đầu con rắn. Mặc cho con rắn quấn lấy tay, nữ sinh vẫn khá bình tĩnh mang con rắn đến khu vực khác. Chứng kiến sự việc, các bạn học sinh khác không khỏi đứng hình, tròn mắt ngạc nhiên trước sự gan dạ của nữ sinh này. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên trước màn tay không bắt rắn của nữ sinh. Cư dân mạng đã để lại bình luận như sau. Tôi xin bái phục em, tôi là con trai nhưng thấy rắn còn sợ mất dép, cô gái này 10 điểm gan dạ luôn. Thấy rắn là tôi muốn xỉu ngang rồi mà bạn này tay không bắt rắn, nể thật. Phải là con nhà nòi mới có khả năng này, tay không bắt rắn mà mượt thế, đến nể cô gái thôi.